Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam California, 16.12 miền Bắc California và Galaxy 19 cho toàn tứ bang Hoa Kỳ và Canada. Sứ viên Minh Đăng và Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị. Mở đầu cho bản tin tổng hợp 8 giờ sáng ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị đến với phần điểm tin. Lực lượng Israel sử dụng hơi cay gần khu phức hợp El Aqsa trước buổi cầu nguyện thứ 6. Nga bác bỏ hư cấu của Wall Street Journal sau báo cáo về cái chết của Prigozhin. Nhà thiết kế trưởng của Tesla cho biết Cybertruck tốt cho thương hiệu. Tàu du lịch Na Uy mất khả năng định vị ở biển Bắc trong cơn bão. Vùng đất nông nghiệp rộng lớn ở Tamil Nadu của Ấn Độ bị ngập nước. Và sau đây sẽ là các bản tin chi tiết mở đầu trong phần tin thế giới. Xin kính mời quý vị đến với phần tường trình của sứ ngôn viên Bảo Khanh. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay đã cho biết là lực lượng của Israel sử dụng hơi cay gần khu phức hợp El Aqsa trước buổi cầu nguyện vào hôm thứ Sáu. Lực lượng Israel vào hôm thứ Sáu đã bắn hơi cay gần với El Aqsa, là địa điểm thiêng liêng thứ ba của người Hồi giáo sau Mecca và Medina, nơi người Palestine tụ tập để cầu nguyện vào hôm thứ Sáu. Mọi người đã chạy trốn cảnh sát chống bạo động. Những người đã la hét, bắn và ném hộp hơi cay về phía một đám đông nhỏ, chủ yếu là nam thanh niên. Cảnh sát cưỡi ngựa phi nước đại về phía một nhóm đang chạy lên dốc khỏi lũ ngựa. Lực lượng của Israel cũng đã thắt chặt an ninh đối với những người dân Palestine muốn cầu nguyện tại El Aqsa, khiến nhiều người khó có thể vào khu nhà này. Những người thờ phượng Palestine cho biết là chính quyền của Israel đã hạn chế họ tiếp cận với các khu nhà kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở dải Gaza vào ngày 7 tháng 10. Tin từ Nga, Nga bác bỏ hư cấu của Wall Street Journal sau báo cáo về cái chết của ông Prigozhin. Điện Kremlin cáo buộc tờ Wall Street Journal xuất bản hư cấu trong diễn biến ngày thứ Sáu, sau khi tờ báo này đã đưa tin rằng cái chết của ông trùm lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin trong một vụ tai nạn máy bay là do giới chức an ninh của Nga Nikolai Patrushev dàn dựng. Wall Street Journal đã đưa tin máy bay riêng của ông Prigozhin đã bị rơi bởi một quả bom nhỏ đặt ở dưới cánh. Báo cáo của nó trích dẫn lời của các giới chức tình báo phương Tây giấu tên và một cựu sĩ quan tình báo của Nga. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông đã xem câu chuyện nhưng không bình luận về nó. Trước khi nói thêm rằng, thật không may gần đây tờ Wall Street Journal lại rất thích sản xuất những câu chuyện hư cấu. Kính thưa quý vị, ông Prigozhin, người đứng đầu của nhóm lính đánh thuê Wagner chiến đấu cho Nga ở Ukraine, đã gây ra mối thù truyền kiếp với cơ quan quốc phòng mà lên đến đỉnh điểm là một cuộc binh biến hoàn toàn vào cuối tháng 6. Nó đã kết thúc nhanh chóng nhưng được nhiều người coi là một thách thức nghiêm trọng đối với quyền lực gần một phần tư thế kỷ của Tổng thống Nga ông Putin. Ông Prigozhin đã chết trong một vụ tai nạn máy bay đúng 2 tháng sau đó. Vào trước đó, Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc cho rằng ông bị giết theo lệnh của ông Putin là hoàn toàn dối trá. Ông Putin vào hồi tháng 10 cho rằng vụ tai nạn này là do lựu đạn phát nổ bên trong của máy bay. Nhà thiết kế trưởng của Tesla cho biết Cybertruck tốt cho thương hiệu. Kính thưa quý vị, nhà thiết kế trưởng của hãng sản xuất xe điện Tesla cho biết vào hôm thứ Năm, thiết kế góc cạnh phân cực của Cybertruck sẽ giúp nâng cao thương hiệu Tesla. Nhà thiết kế trưởng của Tesla là Franz von Hojsorsen đã cho biết tại Viện Bảo tàng ô tô Peterson ở Los Angeles, nơi đang bổ sung các mẫu xe Cybertruck vào triển lãm Tesla. Yêu hay ghét nó, đó là một câu chuyện bắt đầu và nó khiến cho mọi người nói về thương hiệu này. Chiếc Cybertruck bị trì hoãn từ lâu, có giá khởi điểm là 60.990 Mỹ Kim, cao hơn 50% so với những gì mà CEO Elon Musk đã chào hàng vào năm 2019, với phạm vi hoạt động nhỏ hơn so với cam kết ban đầu. Ông von Hojsorsen đã cho biết, nó đang thu hút sự quan tâm từ những người chưa bao giờ sở hữu một chiếc xe tải, với một số chủ sở hữu tiềm năng
đang xếp hàng mua nó tại một số phòng trưng bày của Tesla. Xe tải bọc thép không chỉ không rỉ có gọt mọi góc cạnh, một phần vì máy ép truyền thống không thể uốn thép thành đường cong. Ông cũng cho biết là Lamborghini Countach cũng là một chiếc xe góc cạnh mạnh mẽ, cũng là nguồn cảm hứng cho thiết kế này, cũng như là chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-117 của Lockheed. Xưởng thiết kế của Tesla cũng lấy cảm hứng từ chiếc tàu ngầm biến thành xe hơi trong bộ phim James Bond vào năm 1977, The Spy Who Loved Me, mà Elon Musk đã mua. Tàu du lịch của Na Uy đã bị mất khả năng định vị ở biển Bắc trong cơn bão. Nhà chức trách của Đan Mạch và chủ tàu vào ngày thứ Năm cho biết con tàu du lịch MS Mart của Na Uy đã bị mất điện sau khi một cơn sóng dữ dội làm vỡ cửa sổ phòng điều khiển khi tàu đang di chuyển trên biển Bắc, khiến cho con tàu này mất khả năng định hướng. Phát ngôn viên của Trung tâm Điều phối Cứu nạn chung Đan Mạch, nơi chịu trách nhiệm về các hoạt động điều phối tìm kiếm và cứu nạn cho biết, 266 hành khách và 131 thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn, tình hình đang được kiểm soát và chính quyền dự định bắt đầu kéo tàu đến một cảng Đan Mạch vào khoảng 22 giờ 30 phút theo giờ GMT. Con tàu thuộc sở hữu của công ty du lịch HX là một đơn vị thuộc tập đoàn Hurtigruten của Na Uy, đang đi từ Florio của Na Uy đến Tuborg của nước Anh. Trung tâm điều phối cứu nạn chung Đan Mạch cho biết khi đang di chuyển cách bờ biển phía tây của Đan Mạch khoảng 200 km và cách bờ biển phía đông của nước Anh khoảng 330 km, gió mạnh đã thổi bay các cửa sổ trên phòng điều khiển, khiến nước tràn vào dẫn đến mất điện trên phòng điều hành. Hiện nay tàu này đang được điều khiển bằng tay từ buồng lái nhưng không thể định hướng. Các tàu cứu nạn dân sự đã đến để giúp tàu di chuyển cho đến khi tàu được kéo về cảng. Vùng đất nông nghiệp rộng lớn ở Tamil Nadu của Ấn Độ bị ngập nước. Cảnh quay từ máy bay không người lái đã ghi lại những vùng đất nông nghiệp rộng lớn ở bang Tamil Nadu của miền Nam Ấn Độ chìm trong nước lũ vào hôm thứ Sáu, sau khi những trận mưa gió mùa lớn đã gây ra lũ quét chết người vào hồi đầu tuần. Những hình ảnh đã cho thấy cảnh quan rộng lớn đã bị nằm dưới mặt nước ở quận Thankakudi bị lũ lụt tàn phá, với những mảnh đất nông nghiệp được bao phủ trong làn nước màu nâu đục. Theo truyền thông địa phương, thì hơn 150.000 mẫu đất nông nghiệp, bao gồm cả cây trồng làm vườn, đã bị phá hủy ở một số quận trên toàn bang. Truyền thông địa phương cũng cho biết ít nhất là 10 người đã bị thiệt mạng vì lũ lụt và tai nạn có liên quan đến mưa. Cục khí tượng của Ấn Độ, viết tắt là MET, là dự báo mưa lớn tiếp tục xảy ra sau khi lượng mưa hơn 400mm rơi xuống nhiều nơi trong bang từ Chủ nhật cho đến thứ Hai. Trận lụt đã xảy ra trong khi Tamil Nadu vẫn đang hồi phục sau thiệt hại do bão Michaung gây ra, đổ bộ vào bờ biển trong tháng này, khiến ít nhất là 13 người bị thiệt mạng. Vẫn như thường lệ, đến đây chúng tôi xin tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Rất mong quý vị vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài trình IBC TV tiếp nối cập nhật những bản tin trong phần 2 trong chương trình tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay.